Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là Chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2023 nha các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục tuyển sò Đài Loan á. Thì mình làm đoạn video ngắn á để chia sẻ với các bạn, để các bạn tìm hiểu giá cả nha các bạn. Thì như mình đã nói, kênh mình thì không có chuyên về báo giá các bạn ơi. Thì khi nào mình có sòi mình hái á, thì mình bán bao nhiêu mình cập nhật nhiêu cho các bạn tìm hiểu để các bạn xem tham khảo thôi. Thì với cái tình hình mà cái giá sòi hiện tại thì không có hy vọng đâu nha các bạn, không có hy vọng lên các bạn ơi. Thấy khả năng càng ngày càng tụt các bạn ơi, vì lý do là lọt qua tháng 5 rồi thì cái mùa trái cây các bạn, chôm chôm, dải, măng cụt, sầu riêng, nói chung là quăng quăng các bạn ơi. Thì người sử dụng có nhiều sự lựa chọn các bạn. Chính vì thế sòi mình không có khả năng lên đâu các bạn ơi. Nếu tình hình mà sòi các bạn có hái được á, dạ thì các bạn nên thu nha, đừng có trông chờ các bạn, hết hy vọng các bạn ơi. Sòi giờ là thấy là không có cái khả năng nó lên đâu nha các bạn. Đây hiện tại là 10 giờ rưỡi các bạn, Chủ nhật ngày 4 tháng 6 đây. Thì để mình cho các bạn xem thử một vài trái coi sòi mình nó như thế nào nha các bạn. Sòi càng ngày thấy nó không có khả thi các bạn, giá nó không lên. Đây sài cũng khá là đẹp nha các bạn. Thì hiện tại Đài Loan mà đóng á, thì nó như thế các bạn, một hai lớp phấn thôi chứ nóc quá thì nói chung là nhà vừa cũng không có lấy nữa các bạn ơi. Đây các bạn thấy đây, thì giai đoạn sòi như thế này nè là dừa nó rất là thích nha các bạn, dừa đóng lắm. Chứ còn nóc quá 9-10 tuổi thì nó 8-9 tuổi thì nó cũng không có lấy nữa các bạn ơi, nó hơi chê nha. Khoảng 1-2 lớp phấn như thế này là nó rất là thích. Đây các bạn thấy nè, trời tương đối khá là đẹp các bạn, nhưng mà giá cả không có nha. Thì mình nhắc lại nha các bạn đừng có hy vọng cái giá sòi nó sẽ lên nha, không khả năng, khả năng nó không lên đâu các bạn ơi, vì đụng vô mùa trái cây rồi. Người sử dụng thì có nhiều sự lựa chọn các bạn, chính vì thế sòi mình nó không có khả năng, giá nó không thể nào nhóng lên đâu, càng ngày càng tụt rồi các bạn. Cách nay 8 ngày thì sòi Đài Loan mình thu hoạch các bạn, thì mình bán là 12k nha, nhất 12, nhì 7, rồi sòi 3 bỏ luôn thì được 2k các bạn. Còn hôm nay sòi nhất là 9k, nhì 4k, còn sòi 3 bỏ luôn thì vẫn còn 2k các bạn ơi. Thì nói chung mà tình hình giá sòi là càng ngày càng tụt nha các bạn, không có thấy nó khả thi các bạn ơi. Thì nếu sòi của các bạn có trong giai đoạn hái được á, tất cả các giống sòi luôn các bạn, Đài Loan hoặc là những cái giống sòi khác cũng thế luôn nha, thì các bạn nên thu đi chứ đừng có trông chờ các bạn, khả năng càng ngày càng tốt nha. Đối với các quả lọc hôm nay là nói chung là lái nó cũng ngại thu mua luôn đó các bạn, vì lý do mình hỏi nha, thì lái nó báo là nói chung đang ùn ớ các bạn ơi. Nói chung tình hình sòi nó không còn khả quan nha các bạn, vì nó đụng trái cây các bạn ơi, trái cây ngọt á, chôm chôm, dải, sầu riêng đồ, nên người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn các bạn. Rồi thì các bạn thấy cái video mình hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Mình chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.